Trong một thôn làng cách xa xôi, nơi mà cây cối rậm rạp và bóng đêm vây quanh, tồn tại một câu chuyện kỳ bí về một con quái vật ghê rợn. Dân làng gọi nó là Bóng đêm. Bóng đêm không giống bất kỳ loài quái vật nào họ từng thấy. Nó không có hình dáng rõ ràng, chỉ là một bóng đen mờ mịt, luôn luôn ẩn mình trong rừng sâu. Người dân thường thấy những con thú hoang dã bị mất tích một cách bí ẩn và họ tin rằng Bóng đêm đã ăn chúng. Mỗi khi trăng lên, Bóng đêm xuất hiện nó di chuyển nhanh như ánh sáng lướt qua cây cối và đáp xuống đất mà không gây tiếng động những người dũng cảm nào dám theo đuổi nó đều biến mất mãi mãi có một người thợ săn tên là eric quyết định đối đầu với bóng đêm anh ta đã nghe nói về những khả năng kỳ diệu của nó có thể thấy qua bóng tối biến mất trong chớp mắt và ăn thịt người sống eric không tin vào những truyền thuyết đáng sợ này anh ta mang theo một thanh gươm được làm từ đá quý đặt mục tiêu tiêu diệt bóng đêm một đêm trăng sáng eric theo dấu bóng đêm vào rừng sâu anh ta cảm nhận sự lạnh lẽo và ám ảnh từ bóng đen đang tiến lại gần eric nhấm nháp đưa thanh gươm lên và đâm thẳng vào bóng đêm nhưng thứ gì đó không ổn thanh gươm của eric không thể xuyên qua bóng đêm nó chỉ làm cho nó phát ra tiếng kêu đáng sợ và biến mất trong không khí eric cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm và anh ta bị cuốn vào bóng đen kể từ đó không ai thấy eric trở về dân làng vẫn sợ hãi và tránh xa rừng sâu bóng đêm vẫn tiếp tục tồn tại đợi đến lúc nào đó để ăn thịt người tiếp theo và câu chuyện về bóng đêm vẫn còn tồn tại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một cảnh báo về sự tàn ác và bí ẩn của thế giới đêm tối